Ai đã ghim vào những thân tre bao ký ức xót xa hơi mẹ. Cái quan trọng nhất là của một người nghệ sĩ Việt Nam đó là vẫn giữ được cái hồn Việt, rồi chúng ta có thể có những sự hội nhập và mở rộng cái biên độ cũng như là cái thị trường âm nhạc của mình. Thế thì đấy là cái hồn cốt mà Dương vẫn muốn giữ, luôn luôn muốn giữ, nó nằm trong cái trong máu của mình, trong bản thể của mình. Tùng Dương thì có thể coi với Hiện Phú thì Tùng Dương chính là người thầy đầu tiên. Tôi rất tự hào vì thằng cháu giống ngoan, mọi lời tự mọi lời rất khiêm tốn. Biển lùa chim vàng thơm ngát trời, vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò